Rồi chào bạn nha. Tình hình là chiều nay cả nhà mình xuống sông đi kiếm cá về ăn cơm. Lúc này thì không có đi đâu được nên cứ quanh quẩn trong nhà có gì ăn đó. Chạy không có xuống sông không có cá nhà thì nên bắt bu ly làm thịt quất luôn. Này xong chứ cửa nhà xong nhỏ này đi xuống quậy với đi chạy gì. Ý. Chắc là kêu mày. Đó, con đó kỳ cục. Ngoài chơi giữa sông không hả? Trên lớn mà. Bên đây mình bùa bao vô cây cha bên đây cây không à. Chỗ này im nè. Này chơi thí đại hên xui. Biết đâu lắm chừng hai con lên là đủ bữa cơm rồi. Thời mùa dịch kinh tế khó khăn. Có gì ăn đó. Chó sủa gần đội quân này đi tới đâu chó nó sủa ghê gớm thiệt chứ. Con chập bá lửa cái cài có con có mình chuẩn bị chụp nghe Quỳnh Như nhảy phóng vô mặt có không. lên hang ôi một đống luôn. Tôm nhóc hết trơn. Ở đó 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 kìa có con cá kìa. Đó con đó khô khô đủ ăn rồi. Hên quá có cá. ngon vô rồi. Chiều nay có cá ăn cơm rồi đó. Hết sạn nước mắm rồi. Quê bạn dễ kiếm đồ ăn, xách chạy xong giải bụm bụm gì kiếm vài cá lên là đủ bữa cơm ngon rồi, đâu cần mua tốn tiền quạt gì. Rau ở ngoài vườn có sẵn mà vui nữa. Tới luôn bắt tài ơi, bắt tài bơi ngồi thưởng cho cái đầu. Đúng rồi đó, chính xác đó. Bơi chạy chừng nào đủ cá ăn là gì à, là giảm cân luôn được ký. Vừa có lợi luôn thấy không. Nhậu vô hái. Cái gạch này nó nhỏ mà gạch này cạn khô à. Nước này mới lớn vô. Chịu cái sơm tủ quá ta. Cái gì? Coi cho nó ục quất. Bụm. Này bắt chài sẵn chưa tới điểm là thấy cái ục rồi quất luôn à. Nhà anh trường. Chỗ này êm nè. Quá dữ. quá dữ. Cái này cỏ đó. Chuẩn bị nha. Hái cái hái bần luôn. Rồi rồi, ngoài lặng. Dễ gì trong đây không? Quất con bành kia cái cây sướng cái coi. Này dính con cá chừng 2 kg với mắc cừ đúng không ta? Hóa cái gì đâm đâm đó. Tôm. Tôm sùm quá chó. Cái này có xiềng. Chỗ này yếm lắm. Đó. Nó. Có con cá. Đó. Hai con. Cũng được. Kệ kho mặn mặn tí. Hai con nó muốn lọt luôn. Cái con. Đó. Ba con đi. Nhảy. Bến nhà biết sao không? Đúng rồi, cái bến nhà lúc nào cũng ngon, chứ có cầu lên xuống đó. Nó bu rồi nó ăn.
Nhưng mà cái này vẫn được 3 con, tính số lượng con không? Chừng còn nữa, chừng còn. Bỏ đâu tới đâu? Tớ cũng đập luôn cho. Chỗ bánh cậu nằm mới ngon á. Chỗ đó nhật nó quăng mồi hoài đó. Chiều ở đây xôm tụ quá ta. Chút bay về khỏe. Nhảy lên. Cái bé nó còn non. Nhé một chút nó bay xong cái là nó đã gì đâu luôn rồi. Trời ơi cái kiểu này con cá nào nó chạy hết trơn rồi. Bơ chưa tới nữa cái gì tới rồi nó chạy hết rồi. Đắng, đắng ục quá trời ta. Gì ngon rồi, tới đó ngon rồi. Ục quá ục rồi. Không trúng tọa độ. Nãy có thấy mấy cục mồi, mồi câu. Mồi câu các kiểu vụ xương xương. Chỗ này ngon nè. Tới cây dừa, theo đội chắc chỗ ngang cây dừa. Quất cá một chài 2-3 kg ha, trời đã. Lái mũi qua. Tới luôn bác tài ơi. Lên tim đó. Ngoại đang nhắm tọa độ. Chưa tới mà kêu sao được, được. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nó chỗ lên tim đó. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Nại khí thế luôn. Ê cái gì? Sâu không đó nghe. Nãy giờ được 4 con hả ta? Cũng được, 4 người 4 con. Ai trên bờ nhìn. Nó nói cho cái này nhiều nè. Hái gì Bình Nhân? Cốc 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 cốc. Bực bực không? Lên tim dữ rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Quái thú rồi, quái thú rồi. Bực bực à. Kệ đây, ve ra đây. Kéo từ từ cái gì. Qua bên kia, qua bên sông kéo qua bến. Nhắm trà. Có trà vậy mới có cá bự đó. Qua bên đây luôn. Trà mà có cá bự. Bực bực không? Vô kinh nghiệm lâu năm của ổng ở đó chỉ. Khui. Đen thui. Cái rảnh chứ cái sạc gì. Còn kinh nghiệm lâu năm của ổng mà. Ổng cơ cụ mà. Anh là anh luyện chài. Ổng dục chài. Chỗ ngon yếm. Gà nó dướng nhanh trà là nó tọt lên. Này đi bộ á, bữa nào đi bộ rảnh dọn. Mà nước im kìa, nước này chưa im. Này chơi đại cũng được. Chưa, từ từ, chỗ yếm nắng.
cóc 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 cóc. Cá cóc. Hỏi trên bờ đá bay xuống chéo chéo nè, hỏi sao vậy, đừng nói sao xui. Dư nhậu rồi. Năm con nó nhậu khỏe, mắc cổ đã luôn. Cái đó mà kho mặn mặn ha, cái cao luộc cái trời ơi, đọt cóc nè, ngon lành luôn. Trời ơi, trái cóc bự sợ vậy, trái cóc nhìn không thấy luôn á. Đúng rồi, Tết tới với lúc này còn Tết mà. Năm nay chơi lớn lắm, Tết là ăn cả năm luôn. Cô Vi, ai cũng nhà trốn cô Vi, cô Vi quần quá chịu nổi. Chỗ bún đập lớn nè. Đây tối xôm tụ thiệt chứ. Ủa, chiều 2-3 nhà, dài dài 3-4 nhà. Đây thêm cá sĩ. Cá luôn đi. Cá sĩ đây, cá trốn trần. Đừng ca em ơi. Bu không? Chiều trời đẹp quá trời kìa. Nướng cua gì á. Hay là nướng cá. Nướng cá đây, nhiêu ra nướng đủ ăn rồi. Nó nói với chiều giải chơi chơi ở nhà được mấy gu khuy cho bá lửa rồi đó. Mà dắt này chơi ăn thiệt á, thua. Nãy không quay vẫn chơi giải chơi thì cá nhiều, mà tới quay không có cá. Quá dữ. Dìa 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 ra bên đây nè. Dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Dìa lại cái chỗ lưới nè. Sáng gãy mồi chơi chơi, bến nhà giải chơi chơi là mấy con phi bành kia. Nói chung là chắc cứu có đồ ăn rồi. Dắt này kiếm thêm. Làm con chà bá chỗ này cái nè. Vô 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 vô. Sáng không sáng, còn sáng sáng ông cấm đầu luôn. Con bút. Dịnh dịnh ông lại Bình Như ơi. Nói gì gằn lịch lại. Ừ chịu chịu đấy. Thấy vậy chứ đó con cá chừng ký nó đông con chuối vợ. Đang thiết thái thế mà. Vô rồi vô rồi. Vô rồi. Chạy này kéo lên ngon quá nè. Cục gì đó. Ôi không quay đùng đùng rồi. Con cá đó, con cá, con cá cũng bự à. Nấu rớt rồi hả? Hai ba con vậy lắm. Ui. Ba bốn con luôn, chập bá không luôn. Đó. Gì nào mới được nè. Gì ngon nè. Này mới sướng nè. Ngay chỗ yếm mà. Dư ăn là gì được rồi. Để mới bắt tiếp. Dảnh nó ngon ghê không? Đành kỳ. Hết biết thì chứ. Nó nói với quầy về về kiếm chỗ nào mà bún yếm yếm quất cái chỗ đập ra chỗ đập của Phi nổi nhóc. Ủa. Bà còn xứng đáng, còn cái rảnh quá ngon. Dạo dạo chơi chơi tí là lên là dư đồ ăn rồi. Còn núp không? Ê. Chia 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 bước đầu ngang luôn nha. Hồi nãy bước ngang ngồi cái bẹp xương cái. Cố lên cố lên cố lên vô 2 3 vô 2 3 vô 2 3 vô 2 3 vô. Tại em bự nhất cho em giảm cân một đội nữa, thương em nhất một đội gì nữa. Tối bà bên bốn phía bạn ơi, xôm tụ. Nó nói quay về cũng gắng làm thêm phát cuối nữa coi. Hên xui.
chuột hết biết bự. Chuột ba lửa rồi, chỗ này ngon. Phát này là cú quan trại, này là cú quan trại, này là phát sinh. Nào dính cá bự với tiếu. Của con chà bá nè. Phát sinh. Vô. Dính con nào là con đó hên. Rồi, nó nghe sộn sộn rồi. Có gì trắng trắng đó. Tàu lá bực bực. Hoàn cá không? Lật hướng kia thấy bự bự trắng trắng đó. Nhục phi là bạch bạch bạch. Không phải rồi. Ui. Phát sinh không tốt rồi. Cái này không phát sinh, không có mục đích rồi. Có cá bông lau. Không không phát sinh, phát sinh không có lợi nhuận. Cổ lên. Cá bông lau để đi phơi khô. Cũng có thu hoạch chứ bộ, à, giỡn hoài. Chiều nay bạn thấy không, dân trong đây yêu văn nghệ lắm. Nhà nào cũng có nhạc, đi hướng nào cũng có chứ. Đây, thành quả chiều nay nè. Quất có mấy chài cũng ngon, trời cá này tròn quay vậy. Rồi con này kho lạc rồi đã. Mấy con bự bự này lem lên à, mà ăn cơm được, mấy nhỏ nhỏ quá thì thả bớt mà chiên giòn. Đó. Dễ kiếm ăn nè. Đâu con này lạc vậy vậy không biết. Nè con cá mẹ dẫn mày cá con đi lạc. bị túm cổ. Cho mày trốn cách ly nha con. À, mập. Đó, cú nu luôn. Dảnh 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 dảnh. Rồi, giờ lên bằng cá cơm thôi bạn. Cơm chiều. Ơi con cá sơn nữa nè. Tính cá dảnh nha, cá sơn.